Mình là Vũ Văn Quảng, 70 tuổi, đến từ Hải Phòng, một thành phố xinh đẹp dập trời hoa phượng đỏ. Từng là giáo viên phổ thông trung học trường Năng Chú Trần Phú, nay đã nghỉ hưu. Mình rất yêu ca hát, yêu từ nhỏ, song không thực hiện được bởi nhiều lẽ trong cuộc sống. Bây giờ thời gian còn lại chủ yếu dành cho gia đình và cùng với bà xã kháu não trông nom mấy đứa trẻ xinh xắn. Thời gian tiếp là mình tập thể thao, rèn tiếng hát để làm sao có tiếng hát mãi xanh, phục vụ được mọi người. Đó là niềm mong muốn của chính mình. Các bạn ơi, đừng quên bình chọn cho mình nhé. Mình ở mã số 01. Đi qua sông cứu Long Giang sông chào nước xoay, cứu Long Giang sông chào nước xoay. Ai đã từng nghe tiếng tiêu đoàn 304. Cuối xuất quân tiêu đoàn năm ấy, cả tiêu đoàn thế dưới sao vàng, người chiến sĩ tiếc gì máu rơi. Cuối xuất quân tiêu đoàn năm ấy, nguyện một lòng thiên giờ non sơn. Đã chiến đấu bao năm dòng chiến đấu với bao thành tích. Chân thập mười chân mộc hoa vang tiêm đồn tới chân La Ba, lưỡi của vùng với canh tay sắt đầu giặc dũng nô sùng đồn giặc vỡ tan. Lẽ bay tiêu đoàn lẽ bay đoàn quân lẽ bay kể từ ngày ấy đánh đầu cuộc đây tiêu đoàn lẽ bay oai hùng biệt thế với da sắt than vàng tiến lên lòng so chắc nào. Tiếng tiêu đoàn bao nhiêu cột quan tuôn rơi sợ hãi bằng danh tiếng 304. Lẽ bay tiêu đoàn lẽ bay đoàn quân lẽ bay kể từ ngày anh đánh đầu được đây tiêu đoàn lẽ bay oai hùng biệt thế với da sắt than vàng tiến lên lòng so chắc nào. Tiếng tiêu đoàn bao nhiêu cột quan tuôn rơi sợ hãi bằng danh tiếng 304. Từng đi qua sông cứu Long Giang sông chào nước xoay, cứu Long Giang sông chào nước xoay. Ai đã từng nghe tiếng tiêu đoàn 304. Cuối xuất quân tiêu đoàn năm ấy, cả tiêu đoàn thế dưới sao vàng, người chiến sĩ tiếc gì máu rơi. Cuối xuất quân tiêu đoàn năm ấy, nguyện một lòng xin giữ non sông. Đã chiến đấu bao năm dòng chiến đấu bao thành tích huy hoàng, chân thập mười chân mộc hoa vang tiếng đồn tới trận La Ba, lưỡi ngựa vùng với canh tay sắt đầu giặc xuống lô xuống đồn giặc vỡ tan. Lẽ bay tiêu đoàn lẽ bay đoàn quân lẽ bay kể từ ngày ấy anh đầu được lấy tiêu đoàn lẽ bay oai hùng biệt mây với da sắt ngập vàng tiến lên lòng phó chân nào. Tiếng tiêu đoàn bao nhiêu con mắt run rẩy sợ hãi vang lên danh tiếng 304. Lẽ bay tiêu đoàn lẽ bay đoàn quân lẽ bay kể từ ngày ấy anh đầu được lấy tiêu đoàn lẽ bay oai hùng biệt mây với da sắt ngập vàng tiến lên lòng phó chân nào. Tiếng tiêu đoàn bao nhiêu con mắt run rẩy sợ hãi vang lên danh tiếng 304. Cảm ơn chú Vũ Văn Quảng đã nổ phát pháo đầu tiên rất sôi nổi với tiểu đoàn 307. Vâng ạ, xin cảm ơn. Sau đây xin mời ban giám khảo nhận xét về phần thi này ạ. Xin kính mời nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Kính thưa bác Vũ Văn Quảng, có thể nói giữa thành phố Hồ Chí Minh, giữa Nam Bộ mà bác chọn cái bài tiểu đoàn 307 thì đây là một sự chọn lựa hết sức tinh tế. Và cái bài này nó dễ là bác hát lên đó, thì mọi người đều cảm nhận và ai cũng có thể hát theo bác, và những cái tiếng vỗ tay rập rằn hát theo đó là một cái sự cổ vũ rất mạnh mẽ. Và cái thứ ba là cái điều nó khó cho bác đó là ban giám khảo là không phải chỉ các vị ngồi ở đây mà ban giám khảo là cả công chúng đang theo dõi đài. Cho nên rồi đây chắc chắn tuy là cái sự khó tính của công chúng mới là công bình, và cái khó tính đó là chính xác, và bác sẽ rất vinh dự. Xin chúc mừng bác. Dạ, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Long Ẩn.
Và nếu quý vị yêu thích thí sinh này thì hãy nhắn tin bình chọn bằng cách soạn 01 gửi đến tổng đài 8534. Vâng, xin được cảm ơn chú Vũ Văn Quảng.